Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạt dân được đút túi, Đảng khuyến khích công an vì tiền trấn lột dân. Mỗi năm cứ đến tháng 11 thì Quốc hội lại họp bàn để mà ra nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương cho năm sau. Có những ngành Đảng không tăng ngân sách, nhưng cũng có những ngành Đảng phải tăng. Đặc biệt là ngành công an, Đảng cứ chi năm sau cao hơn năm trước. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội ra nghị quyết số 70/2022 và duyệt chi cho Bộ Công an một con số khổng lồ là 99.953 tỷ đồng, gấp tới 13,4 lần chi cho Bộ Y tế và 16 lần cho Bộ Giáo dục. Lại chiều chuộng ngành công an. Năm nay, ngân sách cho Bộ Công an rất có thể sẽ hơn 100.000 tỷ đồng. Và điều đáng chú ý là Đảng đang dành cho Bộ Công an một ưu ái rất lớn. Đấy là bộ này được hưởng tới 85% số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác. Nếu Bộ Công an xử phạt rồi giao cho Bộ Tài chính thu tiền thì ít kích thích lòng tham của cán bộ công an. Nhưng khi cho công an được hưởng đến 85% số tiền phạt thì khả năng rất cao việc phạt dân trở thành công việc kinh doanh của ngành công an trên cả nước. Mặc dù ngành công an bao lâu nay luôn tung hô khẩu hiệu 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, rồi tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tốn kém, nhưng đạo đức của công an vẫn rất tệ hại, ngày một tệ hơn. Hiện nay người dân vừa sợ vừa khinh vừa ghét cán bộ công an. Ngành công an biết điều đó nhưng họ không hề có thiện chí cải thiện hình ảnh chức dân bằng cách chấn chỉnh đạo đức thực sự cho cán bộ công an của mình. Mà họ lại còn cho tuyên giáo dựng những vở kịch để mà tuyên truyền về sự tốt đẹp của ngành công an, về thứ tinh thần trách nhiệm giả tạo của ngành này. Bộ Công an lâu nay là bộ chuyên làm tiền dân, và điều đáng nói là cách làm tiền của họ không những vô trách nhiệm với người dân mà trong nhiều trường hợp còn rất vô đạo đức. Người dân không lạ gì hình ảnh cảnh sát giao thông lập chốt chặn dân để mà làm tiền. Miễn có tiền là cho đi, ngay cả người có đủ giấy tờ và đi đúng luật cũng bị hạch sách nếu không biết điều. Việc Bộ Công an cho cướp đất của người dân ở trụ sở số 44 Yết Kiêu Hà Nội để mở rộng trụ sở này cho thấy Bộ Công an không những tham mà còn đang rất tàn ác với nhân dân Việt Nam. Đã được ban cho nhiều ưu tiên và nhiều cơ chế khác nhưng Bộ Công an vẫn cướp đất của dân. Việc cho Bộ Công an xử phạt rồi được hưởng số tiền phạt đó là cách cho phép một bộ có súng được quyền dùng quyền lực để mà hái ra tiền tiếp. Điều này là vô cùng nguy hiểm, bởi cho đến nay và có lẽ cho đến khi Đảng Cộng sản sụp đổ thì không luật pháp nào có thể kiểm soát được hành động của ngành công an. Biết bao nhiêu vụ bức cung, nhục hình làm chết người khi tạm giam tại đồn công an, nhưng có luật pháp nào trừng trị đúng người đúng tội và những viên chức công an đã gây ra tội chết người đâu. Với việc được đứng trên pháp luật mà còn được phép dùng quyền lực để mà kiếm tiền thì có thể nói dân sẽ còn bị cướp trắng trợn hơn và công khai hơn trong thời gian tới. Khả năng là ngân sách cho ngành công an vào năm 2024 sẽ vượt con số 100.000 tỷ đồng. Ưu đãi về cơ chế, ưu đãi về ngân sách và ưu tiên về việc dùng quyền lực để mà làm tiền. Không biết rồi đây Đảng Cộng sản sẽ trao thêm những đặc quyền gì nữa cho Bộ Công an. Có thể nói Đảng Cộng sản hiện nay đang chiều Bộ Công an như chiều con nghiện. Từ ngân sách cho đến chính sách đều cứ mỗi ngày một đáp ứng nhiều hơn. Vậy thì lấy gì để hạn chế lòng tham của công an đây? Chẳng nhẽ lấy đạo đức Hồ Chí Minh sao? Thật sự lá bùa này không khác gì tờ giấy lộn, bởi những năm gần đây toàn Đảng phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng kết quả đạo đức quan chức chỉ ngày một tệ hại hơn mà thôi. Họ đối xử thô bạo, dã man với người dân. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước công an trị, và vì dựa quá nhiều vào họng súng của công an mà cứ ngày một chiều chuộng ngành này. Tương lai người dân sẽ ngày một khốn khổ và ngày một khó sống với chính quyền này thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Phạt sân được đốt túi, Đảng khuyến khích công an vì tiền chấn lột dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN và Bộ Công Thương mục rỗng, tổng vớt tép diêu, thả cá gộc. Từ khi Bộ Công Thương được thành lập, từ việc hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại cho đến nay, chỉ trải qua 3 đời Bộ trưởng. Chủ trương hợp nhất này được ông Nguyễn Tấn Dũng đề xuất vào năm 2007 và giữ tên từ đó cho đến nay. Theo nhận xét của một số người thạo tin, thì ông Nguyễn Tấn Dũng cho hợp nhất hai bộ này đã để quy về một mối. Nơi đây nắm rất nhiều doanh nghiệp lớn của nhà nước. Đây là bước đệm để ông Dũng lập ra các đại doanh nghiệp và các tập đoàn của nhà nước với tham vọng sẽ tạo thành các chimbol, giống như ở Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, chẳng có chimbol nào được thành lập nên cả, mà chỉ có các ổ tham nhũng lớn sau đó đổ bể, làm tan nát nền kinh tế của đất nước. EVN, một ổ tiêu cực của Bộ Công Thương. Bắt đầu từ Bộ trưởng đầu tiên là ông Vũ Huy Hoàng, kế đến là ông Trần Tuấn Anh và hiện nay là ông Nguyễn Hồng Diên. Không ông nào được đánh giá là có năng lực cả. Cho đến nay chỉ mới có ông Vũ Huy Hoàng là bị truy tố, còn ông Trần Tuấn Anh thì vẫn an toàn ở ghế trưởng ban kinh tế trung ương và Nguyễn Hồng Diên thì hiện nay đang điều hành Bộ Công Thương một cách hết sức tệ hại. Hậu những quả đấm thép là việc tái cơ cấu 12 tổng công ty và tập đoàn nhà nước, dù vậy cho đến nay những doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thua lỗ triền miên và ngân sách quốc gia phải bù lỗ rất nhiều. Đây chính là tiền thuế của người dân Việt Nam. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sự thua lỗ của tập đoàn nhà nước là do sự yếu kém trong quản lý của chính quyền Đảng Cộng sản. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Điều nguy hiểm hơn là những mưu đồ bên trong những kết quả làm ăn thua lỗ đó. Được biết làm ăn thua lỗ như là một cách để mà doanh nghiệp nhà nước làm mình làm mẩy, đòi cơ chế riêng. Tuy nhiên, sau khi cơ chế được ban ra thì kết quả làm ăn của doanh nghiệp vẫn không khá hơn, bởi những thuận lợi từ cơ chế đã được gắn vào dòng, chảy vào túi quan chức ảo ạt tiền của, và kết quả là doanh nghiệp lại tiếp tục than lỗ để đòi cơ chế lớn hơn. Thói đòi hỏi như con nghiện này là một hành vi phá hoại nền kinh tế của đất nước Việt Nam với hàng trăm triệu người dân. Tuy nhiên, vì quyền lợi liên quan nên nhà nước cho đến nay, doanh nghiệp tạo thành một hệ thống bao che lẫn nhau. Cho bắt tép diêu nhưng vẫn chưa đả động gì đến Dương Quang Thành. Điển hình là trò làm ăn thua lỗ để đòi chính sách EVN. Đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương và đang là một cản lực lớn cho Việt Nam chuyển đổi xanh. Việc chậm chuyển đổi xanh là bởi lợi ích nhóm lấn át lợi ích quốc gia. Lợi ích nhóm giữa EVN và Nhật Điện Than đang cộng sinh bao lâu nay và hiện giờ vẫn đang duy trì tốt khả năng đút túi riêng. Bất kỳ ai có ý đồ bóc phốt EVN thì cũng bị Bộ Công an cho bắt vào tù. Vụ bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên mới đây là một ví dụ như thế. Việc làm này của EVN đã làm cho nền kinh tế của Việt Nam mất đi cơ hội rất lớn. Bởi những thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, Nhật Bản càng về sau sẽ càng có những đòi hỏi rất nghiêm ngặt về tiêu chuẩn xanh. Khi tiêu chuẩn được nâng hạ, thì lúc đó hàng hóa Việt Nam sẽ bị đào thải ngày càng nhiều hơn. Họ sẽ không nhập hàng từ Việt Nam nữa, vì chưa đạt điều kiện tiêu chuẩn xanh. Minh chứng rõ nét nhất chính là ngành dệt may của Việt Nam hiện nay, ngày thêm điêu đứng không còn đơn hàng. Ông Trần Tuấn Anh vẫn đang an toàn bên cạnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mới đây, hãng chip Intel của Mỹ cho biết họ không đầu tư mở rộng vào Việt Nam vì nguồn điện không ổn định. Đây là một mất mát rất lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam, một cơ hội vô cùng lớn để tiếp cận với công nghệ bán dẫn của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam đã bể tuột mất. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cho bắt giữ rất nhiều nhân vật của EVN và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đó chỉ là những nhân vật tép diêu, chứ chưa phải là cá gộc. Dương Quang Thành, cựu chủ tịch EVN còn đó, Trần Tuấn Anh, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn còn đó. Mà cho dù có bắt cá gộc
nhưng không cải tổ hệ thống, vẫn duy trì bộ máy đấy, cơ chế đấy, thậm chí vẫn là những nhóm lợi ích đấy, thì ông Tổng cũng không làm gì được để khiến cho các tập đoàn nhà nước và Bộ Công Thương khá lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin EVN và Bộ Công Thương mục rỗng, ông Tổng vớt kẹp rìu, thả cá gọc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.